mình quay cho thấy các anh em đang bẻ bắp cải này cả nhà. Việt Nam cho mấy anh Việt Nam kìa. Chào cả nhà ơi. Hey. Hello, hello. Hello, tụi em. Này, này, kính là hay. Chào, ta chào quán rượu đi sao. Hey. Chụp bên đúng rồi. Nè. Tâm mình. Anh kia. Sư bảo đây là.本队掌握相关人员行踪，陆续查获非法中介集团17人，并通知越南网红佩佩到案说明。佩佩表示，已结婚来台20年，在越南的时候曾经参加选美皇后比赛得名，小有名气，因而在台经营 YouTube 频道。因缘际会得知阿森有工作管道，可免费提供中介服务，就相约前往拍片助阵。 本队收证调查后，将非法中介集团依违反就业服务法，移请地方政府劳工局裁处。